Xin chào, các bạn đã đến với An Tiến Studio. Và trong video lần này, Phương Lâm sẽ giới thiệu một thiết bị âm thanh vô cùng tuyệt vời cho không gian căn hộ của bạn, loa Harman Kardon Enchant 1300. Dòng loa hiện đang là dòng loa sau 3 cao cấp nhất được Harman Kardon giới thiệu. Sở hữu dàn âm thanh lên đến 13 kênh, gồm 10 loa woofer và 3 loa tweeter, đạt công suất cực đại lên đến 360W, cùng với thiết kế hiện đại sang trọng. Đây thực sự là một lựa chọn lý tưởng cho không gian sống của chúng ta. Với thiết kế chỉ một thanh sao ba, có trọng lượng là 5,65kg, dài 1m1, Enchant 1300 nổi bật và thu hút ngay lập tức bởi vẻ ngoài cực kỳ trang nhã với thiết kế nhôm nguyên khối và có một viền kim loại sáng bóng chạy xung quanh. Các gốc loa được bao tròn giúp cấu hình loa mềm mại hơn. Cùng với đó, lớp vải bọc bao quanh thân loa với tông màu ghi xám khiến cho loa thêm phần sang trọng, cực kỳ phù hợp với những không gian phòng khách hiện đại. Màn hình hiển thị được trang bị nằm ở mặt trước và ẩn sau lớp vải bảo vệ. Tuy được nâng cấp với chất lượng màn hình hiển thị màn hình nét hơn rất nhiều, nhưng việc chỉ hiển thị các thông số khi có thay đổi về đầu vào hay là âm lượng khiến chiếc loa bị điểm trừ. Bởi việc không có đèn LED hoặc các chỉ báo làm cho người sử dụng đôi khi phân vân rằng liệu loa có đang còn hoạt động hay không. Nhưng chỉ là một chút phiền toái khi nào bạn vô tình quên tắt loa ngay sau khi sử dụng thôi mà phải không nào? Ở phía đầu thanh ba này, Harman Kardon thiết kế hai loa tweeter nằm chéo ở mỗi đầu để hát âm thanh hai bên dội vào tường và hướng vào tai của người nghe, tạo ra âm thanh vòm, giúp âm thanh của những bộ phim sống động hơn bao giờ hết. Sự kết hợp của hai loa tweeter cùng 10 loa woofer và một loa tweeter bên trong nền tảng công nghệ multiband độc quyền mang đến trải nghiệm âm thanh vòm thực sự đáng kinh ngạc mà chúng ta không cần bổ trợ loa hoặc dây để khuếch tán âm thanh. Ngoài khả năng kết nối Bluetooth như các dòng loa thế hệ mới, Enchant 1300 còn có thể kết nối Wi-Fi để chuyển phát nhạc yêu thích từ hơn 200 dịch vụ trực tuyến trên nền tảng Google Chromecast mà không bị gián đoạn. Tuy vậy, tính năng này cần được thiết lập thông qua ứng dụng Google Home ngay từ khi bạn kết nối sao ba với mạng Wi-Fi lần đầu tiên. Chiếc Enchant 1300 không được tích hợp micro nên bạn phải sử dụng Google Assistant thông qua một thiết bị khác có micro để điều khiển sao ba bằng giọng nói, với một Google Home Mini chẳng hạn. Ở phía sau này là các cổng kết nối vật lý, ngoài ra thì mình sẽ có một nút nhỏ để pair thanh ba với cục subwoofer. Và bạn có thể thấy ở đây chính là loa Harman Kardon Enchant Subwoofer. Sản phẩm này thì được bán rời với sao ba có giá cũng cực kỳ chát, khoảng 19 triệu đồng. Chiếc loa sub này có công suất cực đại là 400W với kích thước củ loa là 25cm cho thêm âm trầm vượt trội cho âm thanh Enchant 1300. Và chiếc subwoofer này thì cũng chỉ tương thích với hai chiếc sao ba Enchant 800 và Enchant 1300, chứ không thể mua về để chơi nhạc riêng hay là ghép với loa khác đâu nhá. Giống như bất kỳ loa nào thì căn phòng có ảnh hưởng lớn đến âm thanh thực tế mà bạn trải nghiệm. Hình dạng, kích thước và vật liệu tạo nên tường, sàn và trần có thể làm cho âm thanh sáng hơn hoặc âm trầm hơn. Ngoài ra thì với một sao ba như Enchant 1300 thì khoảng cách từ sao ba đến các bức tường đóng vai trò quyết định trong việc tái tạo âm thanh vòm. Điều đó khiến cho người mua khi trải nghiệm ở showroom và âm thanh ở nhà thì âm thanh khác nhau. Và để tránh tình trạng đó, Harman Kardon đã đưa vào sao ba tính năng AMC để giúp điều chỉnh lại âm thanh cho phù hợp với căn phòng. Bạn chỉ cần giữ 3 giây vào nút Calibration trên chiếc điều khiển, loa sẽ phát ra âm thanh và chỉ mất chưa đến 1 phút để loa tự căn chỉnh. Qua điều khiển từ xa, bạn có thể chuyển đổi giữa các chế độ âm thanh khác nhau. Ta có chế độ Movie để xem phim, Voice để xem tin tức, Thời sự, Functional là chế độ tùy biến theo sở thích cá nhân, Standard là chế độ chuẩn và Music để nghe nhạc. Tất cả các chế độ áp dụng phép đo AMC, nhưng với Functional, bạn vẫn có thể tự điều chỉnh bằng cách điều chỉnh âm trầm. Sau đó, bạn có thể liên kết cài đặt này với một trong 5 nút đặt trước trên điều khiển từ xa. Vì vậy, bạn có thể tạo ra âm thanh được cá nhân hóa cho phim hay là âm nhạc, hoặc là thậm chí nhiều hơn hoặc ít hơn âm trầm cho các thể loại âm nhạc khác nhau. Và bây giờ thì hãy cùng mình thử trải nghiệm chiếc sao ba này nhé. Mình sẽ bật một đoạn phim và một đoạn nhạc lên để chúng ta cùng trải nghiệm. Thank you.
sẽ đem lại âm thanh sạch, rõ ràng, hiệu ứng âm thanh có phần chi tiết với khả năng giả lập 5.1 mà hãng chia sẻ cho mình là cực kỳ tốt và cực kỳ ấn tượng. Khi mà nghe nhạc, âm bay rất chắc, rất sâu và đặc biệt là kết nối với subwoofer. Ngoài ra thì giải cao cũng xử lý rất tốt, rất sạch, chi tiết và nịnh tai. Còn các bạn cảm thấy như thế nào với chiếc loa này? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận video cho chúng mình biết nhé. Và cả hai sản phẩm này đều được bày bán tại các showroom của An Tiến với mức giá 23.630.000 đồng cho chiếc loa Soba và 18.800.000 đồng cho chiếc loa subwoofer. Link sản phẩm thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video. Đừng quên để lại một like cũng như là một subscribe để cập nhật những video mới nhất về sản phẩm công nghệ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.